Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả, trở lại với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita. Và xin nhắc lại là bây giờ thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở đường line ở số điện thoại của Little Sài Gòn TV để xin mời quý vị gọi vô và order những cái sản phẩm về sâm, đặc biệt là sâm củ ngày hôm nay của công ty Princess Lifestyle. Chúng tôi bán 100 đồng một pound nhỏ, 100 đồng một cái pound loại nhỏ, và chúng tôi là chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Số điện thoại quý vị gọi vô ngay từ bây giờ là 714-893-3264, 714-893-3264. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì ngoài cái sâm củ ra, chúng tôi thấy là công ty cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm về sâm khác nhau, thì nhân tiện đây Lưu Mỹ Linh có thể giới thiệu qua về những cái sản phẩm khác. Dạ, vâng. Cũng từ bạch sâm. Tất cả những sản phẩm được làm từ bạch sâm, thưa quý vị, nhân sâm trường thọ của công ty dược thảo Princess Lifestyle. Chúng tôi thấy có vị khách đang gọi vào, đang chờ kết nối đường dây. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị khách đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, tên tôi là Ly. Ly. Tôi muốn order cái sâm như trong TV nó bác sĩ mới quảng cáo. Cô last name cô là gì thưa cô? Hả? Nói gì nói lại. Cô Ly, cô Ly phải không ạ? Dạ, dạ, cô Ly, dạ. Dạ. Họ của cô last name là gì ạ? Robinson. 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 Ok, rồi. Thưa cô, số điện thoại của cô ạ? Cái điện thoại bây giờ cái này là cell phone mà tôi không có nhớ bây giờ. Để coi nha, tôi kiếm lại coi. Có số phone nhà không cô? Hả? Cô có số phone nhà? Cái này là 714, cũng 714 đó. Nhưng 714. Mà tôi không có nhớ tại vì già rồi, 80 tuổi rồi. Ra cái trí nhớ không còn gì rõ ràng nữa, thành ra bây giờ tôi không có nhớ số điện thoại. Cô có số hôn nhà không? Bây giờ nè, cô ghi xuống số điện thoại của Phạm Khanh đi, chút xíu nữa đó thì khi nào mà cô nhớ số điện thoại thì gọi lại cho Phạm Khanh nha. Ok, vậy để cho đi, cho dạ. 714 714 653 714 653 0605 0605 rồi. Yeah. 0605 714 653 0605. Đúng, dạ. Rồi, lúc tôi nào cô nhớ đó thì sao chứ? Xa đó mà thí dụ tôi muốn ra cái chỗ đó mua có được hay không? Dạ không, ở là ngoài không có cô, công ty ship về đến tận nhà đưa cô nha. Dạ, ok, dạ. Vậy cách trả tiền như thế nào? Thì công ty sẽ liên lạc với cô theo số điện thoại mà cô cho đó, thì hướng dẫn cho con cách trả tiền. Đem lại hả? Dạ. Rồi trả tiền đó hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì chút xíu nữa sau 12 giờ đó thì cô nhớ lại cái số điện thoại thì gọi lại cho Phạm Khanh nha. Dạ, Phạm Khanh ghi xuống. Okay. Hoặc là cô trong giờ, hoặc là trong giờ còn chương trình talk show mà cô nhớ số điện thoại thì cô cũng gọi lại cho cái số điện thoại này. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô sức Liên. Khỏe. Để tôi kiếm liền cái điện thoại này số. Dạ. Cô 80 tuổi rồi mà giọng vẫn còn khỏe, giọng còn khỏe quá. Giọng nói chứ quên thì số điện thoại thật sự ra Phạm Khanh thấy nhiều khi hỏi bất ngờ, nhiều khi mình cũng quên số điện thoại của mình luôn đó, chuyện rất là bình thường. Thì cũng mừng thưa vị. Dạ vâng, chúng tôi vẫn mở đường dây để quý khán thính giả gọi vào. Hôm nay chương trình rất là đặc biệt. Một pao sâm giá 150 Mỹ Kim, chỉ còn có 100 Mỹ Kim trong ngày hôm nay mà thôi. Và loại lớn thì 300 Mỹ Kim trong ngày hôm nay, chỉ còn lại là có 250 Mỹ Kim cho một pao mà thôi thưa quý vị. Một pao, một cái pao sâm lớn, cái củ rất là lớn thưa quý vị. Chắc cũng phải khoảng chừng mấy chục củ cho một pao. Chúng ta có thể sử dụng được rất là lâu. Thưa quý vị hãy lợi dụng cái cơ hội này đi để mua sâm, là bởi vì thường thường giá nhân sâm ở trên thị trường thì giá cao mà chúng ta không biết xuất xứ từ đâu. Trong cái đó giá nhân sâm trường thọ của công ty dược thảo Princess Lifestyle thì ngày hôm nay chúng tôi để cái giá rất là đặc biệt. Mà quý vị biết xuất xứ từ đâu, như là ở đây chúng tôi vừa mới đưa cho quý vị coi, đây là cái ruộng sâm của công ty dược thảo Princess Lifestyle. Nhân sâm trường thọ được trồng ở tại tiểu bang Wisconsin ở trên độ cao là hơn 2.000 mét và đã được trồng cấy hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên, không có dùng những cái chất hóa học để ảnh hưởng đến chất lượng của sâm. Cho nên quý vị rất an tâm để sử dụng mà bảo đảm chất lượng cao thưa quý vị. Và 6 năm, từ 5 cho đến 6 năm thì sâm mới được thu hoạch. Và đây quý vị nhìn thấy đây là một hộp trà sâm. Đây là một trà sâm đã được công ty dược thảo Princess Lifestyle biến chế ra từ nhân sâm trường thọ. Và đây quý vị thấy là nhân sâm cộng với sữa ong chúa.
Cái này thì phụ nữ rất là thích, là bởi vì sữa ông chúa sẽ giúp cho chúng ta có làn da đẹp. Và nhân sâm được xay thành bột và nén chung với sữa ông chúa thành những cái viên. Quý vị phụ nữ nào đi làm thì một ngày chúng ta có thể uống với nước nóng 3 viên một ngày, bất cứ giờ nào cũng được nếu mà thuận lợi cho chúng ta. Và đây là nhân sâm đã được nén thành viên, không có sữa ông chúa, tùy theo sở thích của quý vị. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có như là kẹo sâm vân vân, tất cả những sản phẩm đến từ sâm. Và nếu mà cái mùa thu hoạch sâm mà quý vị thấy nó phù hợp với, tức là nếu mà quý vị gọi vào và order đúng cái mùa thu hoạch sâm thì quý vị còn có thể có được những củ sâm tươi nữa để quý vị về biến chế thành những cái thức ăn bổ dưỡng cho gia đình, đặc biệt là cho các cô các bác lớn tuổi ở trong nhà. Và thưa quý vị, chúng tôi đang mở đường live ở số điện thoại của Leader Sài Gòn TV. Quý vị nào muốn order sâm xin gọi ngay 714-893-3264, 714-893-3264. Có một cách mà chúng tôi thấy rằng là những quý vị mà lớn tuổi đó có thể sử dụng sâm và là nguyên chất một cách dễ dàng. Đó là sau khi mà chúng ta mua cái sâm này xong rồi đó, thì chúng ta nhờ công ty xay nhuyễn, nhuyễn ra giống như thành bột như vậy đó. Thì mỗi ngày chúng ta múc một muỗng cà phê pha vào nước ấm thì uống rất là tốt. Yeah. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý khán giả kế tiếp trên đường live. Hello. Dạ. Vâng, xin cô cho biết quý danh ạ. Cô tên Kim. Dạ, cô Kim. Muốn hỏi với đồng y sĩ là tôi hỏi một tí. Tôi gọi về thuốc. Dạ. Yeah. Cô nói gì chúng tôi nghe chưa rõ ạ? Cho tôi muốn nói với đồng y sĩ á. Bạn người ta bằng thuốc. Không có đồng y sĩ. Dạ đây không có đồng y sĩ, thưa cô, đây có bác sĩ. Ông ngồi đây nha. Dạ đây là bác sĩ Morita chứ không phải đông y sĩ thưa cô. Thì cho tôi muốn nói như vậy, mấy người kia bác sĩ nhưng mà tôi kêu ông là y sĩ thôi, dạ không có mà bác sĩ. Dạ thưa cô đó thì cô có câu hỏi gì ạ? Tôi muốn hỏi ông là tôi cái liver của tôi nó bị cholesterol đó. Nhưng mà tôi uống rất nhiều nhưng mà khi mà chụp hình lại á thì trong cái liver tôi vẫn còn mỡ vậy mà mấy năm nhiều. Rồi quá như uống cái gì rất nhiều năm rồi mà tôi uống thuốc mà về gan về thuốc tây liver đồ gì hằng cục không hết hết. Dạ vâng. Nhưng mà không có nhiều, nhưng mà điều tôi muốn là làm sao mà cho lấy cho hết ra thôi chứ còn không thôi. Sự thật chưa đến này tôi cũng lớn tuổi rồi chị ơi. Dạ. Bây giờ cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi thưa cô? Tôi 83 tuổi rồi. 83 rồi. Chị 83 tuổi rồi. Chị có thể đến bác sĩ lại đi, chị bác sĩ gia đình của chị đó. Để chụp hình cái gan của chị với lại thử máu lại tôi đi. Tôi chụp rồi, tôi mới chụp đấy mà. Chứ bây giờ nói vậy, nói cách mơ hồ quá. Hoặc là nói bác sĩ cho tôi cái thuốc về nó mạnh hơn để cho giúp cho tôi lấy hết cái mỡ trong gan của tôi ra. Tức là thường thường mỡ gan là mình dùng thuốc tây là Lipitor, Zocor hay là Crestor để chi lấy cái, nhưng mà phải uống cho đúng cái liều lượng mới được. Chứ chắc chắn là nếu mà uống đúng liều lượng mà trong vòng 10 năm thì chắc chắn là nó xuống rồi đó. Tôi một ngày tôi uống lên 6 viên thuốc mà cao mỡ thuốc tây. Bây giờ đó. Bây giờ tôi là nhưng tại mà thằng không có lấy ra được. Tại vì sâm thì rất là ron rồi cái gì. Dạ bây giờ cái gì nó cũng không có đúng rồi. Chứ thật sự mà bà bị cái cholesterol cao vậy, gan nhiễm mỡ đó, bác sĩ cho uống là maximum trong vòng 1 năm đi, chắc chắn là nó phải xuống rồi. Mà nếu không xuống thì cái gan có vấn đề rồi đó. Bà trở lại bác sĩ gia đình hoặc là specialist nói cho ông biết trở lại đi. Chứ không có cái nào mà mình uống 10 năm mà cái gan mình vẫn còn máu, vẫn còn mỡ, tức là gan mình có vấn đề rồi đó. Thì bà nên trở lại bác sĩ gia đình hoặc là gặp bác sĩ vậy specialist. Tôi đi chụp hình đó thì là cứ nói tôi là bị gan nhiễm mỡ mà khi nào cũng nói là cái gan nó hơi yếu vậy thôi. Dạ. Yeah. Thí dụ như tôi bà là bệnh nhân của tôi đi. Thí dụ bà bệnh nhân của tôi thì chắc chắn tôi sẽ giúp cho bà. Bà không phải bệnh nhân của tôi thì tôi không có cách nào hết. Một là bà đem giấy thử máu tới phòng mạch tôi coi rồi tôi xác định cho bà. Hay là bà phải tới bác sĩ gia đình của bà cho tôi. Không phải là bác sĩ gia đình nên bà nói tôi cũng không có giúp gì bà được nhiều đó. Ok. Rồi. Dạ. Cảm ơn bà Kim. Trước khi thì bà cúp máy thì chúng tôi cũng xin nhắc luôn với bà và quý khán giả. Bác sĩ Morita là bác sĩ có hai cái bằng. Một bằng là bác sĩ MD, tức là bác sĩ về y khoa Tây Y. Và một bằng là bác sĩ về Đông Y. Xin nhắc lại với bà như vậy. Thành thử ra nếu mà bà có những cái tờ giấy thử máu
của bác sĩ Tây Y đó. Bảo và chúng tôi nhấn mạnh như vậy thì bà đem đến bác sĩ Morita vẫn có thể xem để mà giúp đỡ cho bà được. Xin nhắc bà lại là bác sĩ Morita có hai cái bằng, một bằng là bác sĩ Tây Y và một bằng là bác sĩ Đông Y. Hy vọng rằng câu trả lời này của Phạm Khanh đã thỏa mãn được cái thắc mắc của bà về cái từ mà bà gọi bác sĩ Morita là Đông Y sĩ bà nhá. Cảm ơn bà, chúc bà sức khỏe. Chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường live. Hello. Dạ vâng, xin chị cho biết quý danh và chị có muốn order xăm trong ngày hôm nay không ạ? Tôi giờ muốn hỏi thăm bác sĩ. Dạ. Vì ông tôi hồi đó nhờ bác sĩ chăm cứu hết bệnh đó. Dạ. Giờ tôi cũng order xăm mà nhưng mà tôi muốn. Dạ. Nhà bạn kia tivi nhỏ rồi. Cô vui lòng cô đứng xa tivi và bật âm thanh nhỏ xuống thì chúng tôi sẽ dễ dàng nghe hơn cô hơn nha cô nhá. Nó bắt nghe bằng điện thoại đi. Rồi xin mời cô lặp lại câu hỏi ạ. Alo, muốn hỏi thăm bác sĩ á, bác sĩ khỏe hả bác sĩ? Dạ tôi khỏe, xin lỗi ở đây lâu quá không nói chuyện. Nguyễn Thanh Minh đó. Dạ. Ông già ông khỏe lắm. Dạ. Ông muốn hỏi thăm bác sĩ á. Dạ, thưa cảm ơn bác. Bác sĩ nhớ không? Dạ. Ngày nào cũng một tuần chăm cứu hai lần, ba lần á. Dạ. Ở trong cơ sở nè. Dạ. À, bác sĩ ơi, tôi cái chân nè ổng nè nói chuyện với ổng đi. À, hỏi bác sĩ coi cái chân tôi coi đến sao. À, nó bị chân hoài nó không hết á. Bây giờ bác có thể tới phòng mạch tôi lại đi để tôi coi cho rồi tôi khám bệnh. Tôi khám coi bác bị cái gì bị sưng vậy. Bác có thể là bị thận yếu hay là bị tiểu đường gây ra hay là bác bị tim. Thì tới tôi coi rồi tôi sẽ khám rồi tôi sẽ cho thuốc. Nhà bác nha, bác có nghe tôi không vậy? Tới chỗ nào bác sĩ? Dạ tới phòng mạch đó. Dạ chút xíu nữa đó thì cô giữ máy đi là Phạm Khanh sẽ cho cô số điện thoại của phòng mạch bác sĩ cô lấy hàng. Rồi cô đến đó để nhờ bác sĩ giúp cô nha. Cảm ơn cô. Dạ. Bây giờ xin mời vị giữ máy, xin mời vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.